Xin chào các bạn, tôi là Trương Văn Ngọc, hiện là họa sĩ và giảng viên bóng nước. Tôi đến với chất liệu bóng nước như một sự tình cờ nho nhỏ, nhưng bóng nước đã gắn với tôi đã 10 năm. Và có lẽ đó là sự tương đồng và cảm xúc của tôi với chất liệu bóng nước, bởi vì bóng nước đã đem lại cho tôi sự thư thái nhẹ nhàng và có thể truyền tải được những gì mà tâm hồn tôi muốn nói. Bóng nước không chỉ là một chất liệu đơn thuần, mà nó có thể trở thành cả một thế giới rộng lớn thông qua nhãn quan của mỗi người. Vì vậy, nếu các bạn yêu thích chất liệu màu nước thì hãy cứ đam mê và kiên trì rèn luyện. Hãy cứ vẽ, nhưng đó là một niềm hạnh phúc. Và nếu bạn tin tưởng, hãy để tôi đồng hành cùng với bạn với thế mạnh về tranh phong cảnh và những kinh nghiệm được đúc rút từ nhiều năm vẽ tranh của mình. Tôi tin mình có thể giúp các bạn tiếp cận màu nước một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất. Trong khóa học online này, tôi sẽ hướng dẫn từng bước để ngay cả những bạn không chuyên cũng có thể làm được. Và việc học online có một lợi thế rất lớn là bạn có thể xem đi xem lại những kỹ thuật tôi hướng dẫn mà không sợ bị quên, nhất là với những bạn quá bận rộn. Bạn chỉ cần dành 30 phút đến 1 tiếng để thực hành theo những bài học nhỏ của tôi là các bạn đã có những bức tranh cho riêng mình. Thêm nữa, trong bài giảng online, tôi luôn chú trọng vào trải nghiệm trực tuyến của người học, sao cho việc học được thực tế và trực quan nhất có thể. Tôi sẽ tiết lộ trước với các bạn 4 chủ đề phong cảnh có trong khóa học này, bao gồm cảnh phố phường, cảnh làng quê, cảnh sông nước và cảnh cánh đồng hoa. 4 chủ đề là 4 bức tranh sinh động do chính tay bạn vẽ nên, và bạn có thể tự hào để trưng bày dịp Tết hay tặng bạn bè và người thân. Hy vọng các bạn sẽ cùng tôi làm nên những bức tranh cho riêng mình, và chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa học nhé.